Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 18 tháng 2 đến 17 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR, tăng 1 ca so với ngày hôm qua, nâng số ca mắc COVID-19 tỉnh Tiền Giang lên 35.435 ca. Về công tác điều trị, trong ngày hôm nay có 219 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 88,1% so với ca nhiễm, nâng số ca được điều trị khỏi của tỉnh lên 31.239 ca. Hôm nay tiếp tục là ngày thứ hai tỉnh Tiền Giang không có ca tử vong, giữ số ca tử vong như ngày hôm qua là 1.225 ca. Hôm nay tỉnh Tiền Giang có 3 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR là thành phố Mỹ Tho có 1 ca trong khu cách ly ở xã Tân Mỹ Chánh. Huyện Gò Công Đông có 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế ở xã Tân Phước. Và thị xã Gò Công có 1 ca ngoài cộng đồng ở phường 4. Như vậy, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 2 ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, 1 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly và qua test nhanh ghi nhận thêm 48 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính của các địa phương trong ngày như sau: thành phố Mỹ Tho 14 ca, huyện Cái Bè 19 ca, thị xã Gò Công 5 ca, huyện Chợ Gạo 5 ca, thị xã Cai Lậy 4 ca, huyện Gò Công Đông 1 ca. Hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 5 địa phương không ghi nhận ca dương tính trong ngày là huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy, huyện Tân Phước, huyện Gò Công Tây và huyện Tân Phú Đông. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 2 đến 16 giờ ngày 19 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 41.980 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca nhập cảnh và 41.968 ca ghi nhận trong nước, giảm 459 ca so với ngày hôm qua. Tại 61 tỉnh thành phố có 29.831 ca trong cộng đồng. 10 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 4.869 ca, Bắc Ninh 3.040 ca, Quảng Ninh 1.990 ca, Hòa Bình 1.871 ca, Thái Nguyên 1.852 ca, Nam Định 1.798 ca, Phú Thọ 1.567 ca, Hải Phòng 1.555 ca, Lào Cai 1.410 ca và Vĩnh Phúc 1.394 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, Việt Nam có 6.840 ca được điều trị khỏi và có 65 bệnh nhân tử vong, chiếm tỷ lệ 1,4% so với tổng số ca nhiễm, nâng số ca tử vong của Việt Nam lên 39.423 ca. Đà Nẵng là địa phương có số ca tử vong cao nhất trong ngày với 9 ca và thấp nhất là Vĩnh Long 1 ca. Với 3 ca mắc COVID-19 mới, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 61 trong số 61 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm nay. Bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.